sắp lên. Ok, hiện tại là ba con máy đang mắc lầy ha. Con ở sau cùng con bên kia, nó bị lún hơn gần nửa máy rồi. Con thứ hai kéo không được, con thứ ba ra, con thứ tư chuẩn bị vô. Quán kia quay cho cẩn cẩn đây. Đã dơ cái con thở. Đây, đã qua bên này rồi ha. Trời ơi, em mới thấy quên đi chơi lắm. Đâu? Đồ mà quả đẹp. Không thể tin nổi lún được nửa xe. Đây. À nó kéo. Ủa sao mà mình cứt á, nó cố vô chơi xít nên ngay bệnh thấy không, tù mà. Khỏi. Ủa lên rồi, con cái da này làm gì? Đi mua khác.
đây. Đi quay lên lên luôn. Máy xe mình ghê. Ghê đù má. Đẳng cấp vậy. Qua đây cải lên liền. Lên rồi ha, đây là ngày xưa đây là cái ao. Được biết thông tin là đây là cái ao của người ta vừa lấp. Anh mấy cải không biết là lao đồ xuống ha. Dính là nửa máy. Sáng giờ rồi hay mình tới trễ quá. Tới cái nó thì bị kéo lên rồi. Giờ cái này lấy lên sao đó, kẹo ha. Cái bồ này chắc cái mới múc vô xích lên quá. Giờ kéo dàn khoai này lên ha. Anh kia đã thoát được nạn rồi, giờ dọn về. Những bác tài gọi là giỏi. Wow, hai xe làm gì vậy? À, xe kéo hả? Phải luôn. Ok, này hai xe kéo được cái này lên rồi ha. Bây giờ hai xe kéo được cái dàn phay bên kia. Nó lũng xù quá rồi. Ồ, xe này đổ xe kia hả? Đu mái hồ trên sông.
rồi. Vì nó nặng không được à? Thôi em về đây. Xong rồi. Ngồi. Người yêu quá hư hờ để lòng. Chờ em nơi đó có biết bao nhiêu. Xong chưa, Âu Lan? Ô. Xong chưa? Hả? Rồi ok, từ giải cứu nhau được rồi ha. Xong việc rồi mình cũng về đây. Về mình lo việc đồng áng của ruộng nhà mình. Đi. À, lúa nhà. Mưa mẹ rồi. Mưa rồi. Chạy thôi.